chào tất cả cô bác anh chị em trên mọi miền. Mời quý bà con và cô bác anh chị em trên mọi miền theo dõi video của mình để biết giá cao hôm nay như thế nào. Bà con cô bác anh chị em. Mấy em à, mấy em cũng cao nè. Cũng cao á. Quên mình. Ở Sóc Xà Bay á. À, ở đâu ông chủ? Sóc Xà Bay hả? Sóc Xà Bay, Sóc Trăng mình à. Sóc Xà Bay, Sóc Trăng. Hai. Cả 180 à. Cả 180, 200 á. Được nhiêu ký, được nhiêu ký? 150. Ồ, có nhiêu đây mà 150 sao? Ở dưới bộ còn bộ mấy trái bự cái này đó. Vàng đất bẻ 83. Không được. Dặn dặn trước à? Ừ. Dưới mà sâu tròn á định cái quậy này nó nằm ở trong cái vựa nè. Tròn chơi. Tròn bi á, tròn dài. Tròn dài, tròn bi cũng chết cái đó là tròn đó mà dưới bò lấy được mà. Người dưới bò đó. Dưới châu lấy được không? Dưới châu càng tốt. Thôi, cái đó nó bự như bò, nó bự như châu, nó bự như bò đâu. Hồi sáng giờ có chắc có cả tấn rồi hả? Hết này là ăn tấn rồi, khỏe. Uy tín người ta chạy trời. Từ Cà Mau lên đây mà làm mất uy tín rồi. Dù hồi có dư xe nào nào ta chạy về cứ chạy với chở tiền xăng luôn cái đâu có chờ. Hết rồi tôi nghĩ vậy đó. Hả? Một xe thôi chở này chở hết rồi, còn mấy kia là không hết rồi. Hai thằng nữa hả? Nếu còn hai rồi. Chưa xe lên là được rồi. Xe năm đó. 4 tấn rồi. 83 rồi đừng. Xuống xe đi, tháo cái gánh ra. Qua bánh đi. Qua bánh. Tháng này đi kiểu gạo như vậy đây cũng có tiền mua gạo con ăn được. Tôi trèo lên cái cây cao rồi phá cây bóng nữa lại cha. Ông ơi cái lò mà anh lao ông phải. Ông đi xe máu nữa. Bên cắt bên. Bên. 54 phải không? 54. Nó nói bẻ bà thấy ghét nhất rồi bà cho cái vỏ luôn nè. Dạ. Ờ rồi cái vỏ thì ghét rồi thì nó chào. Có 15.000 ký không bẻ được nhiêu không chào mình đó. À như đây 15.000 là gì? Dữ lắm mà. Để chút cái coi chừng cái nhỏ không vậy trời. Phải không vậy trời? Phan. Đi cháo điện lên cháo. Không có nghe cho chị. Cháo trèo lên cái cây nó máng rồi dắt cái lợn chết rồi đó dính đó cục luôn cục luôn cục ngắn lật ra về kia lật qua bề kia cục ngắn chết rồi đi hết trơn rồi đại ca đi hết trơn luôn nó có bộ một đó dài dưới đó bên kia đó thôi thôi buồn này cao cũ cao gì á cao gì á không phải cao mới bẻ qua đâu ông nội ơi qua xuống cân bữa nay rồi buồn đó đó mưa ra không được mới bẻ thiệt ui gian bẻ qua cao mà dưới bẻ cao tròn không chắc rồi cao tròn rồi nhỏ ra tầm rồi đi mình cứ đứng hết rồi dòm nó dân bẻ cao tôi khỏi tầm tròn rồi vậy đâu ông đi cho ông lỗ lặng sợ tám đi căng cao giạc cho ông đi ông nội ơi căng cao giạc được bắn cao giạc đi. Thì cao giạc nhiêu thì được nhiêu chứ sao? Nhớ cho em bữa đi. Dính buồn về gì nữa. Vợ quýnh banh đất nè. Hai bữa. Cái này là vườn ta bẻ rồi ông vô bẻ lại nè. Ừ. Cái này vô cũng ngán nè. Cái này thương vàng da 30 ký. Cái máu trên nó trắng trắng đừng có vô. 8 ký nhớ nha, với 30 ký vàng. Cái máu ở trên trắng trắng đừng có vô nữa, lại bẻ rồi gì đó.
Trời ơi, trời, tôi thấy thằng Phong vậy không, còn thấy thằng Phong nữa. Không, Phong nói gì chưa? Vậy rồi, có được lắm. Được không? Đẹp, không đẹp. Không chế bỏ mày. Đi không tới kìa. Xe này quá xe, ui. Đó rồi, cầm áo. Đó, cục gạch đó, cục gạch giò đó. Nửa giường hả? Bây giờ nó cao nó sai lắm. Mẹ có hết giường đâu. Bữa nay mày thấy cao dậy nó không lấy luôn. Khổ không à, bé yêu ơi. Khổ không hả? Chú cao mà khổ gì đây nè bà con. Đang ngồi lụm từ trái cao vậy nè. Ờ, chú cao lụm trái 3-4 ngàn không á. Chết em yêu ơi. Lụm trái 3-4 ngàn không mà chết em yêu cái gì. Hả? Thiệt á, lụm trái 3 ngàn á. Trái 3 ngàn á, mà 30 trái mới được 30 ngàn á. Cao chứ, mà vô đi giải cho chú. Trái 3 ngày mà là có thiệt á. Làm chỗ này ngày mai đủ nó bể chợ Sóc Trăng đây. Lượm 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 lượm. Trái này tại giờ tội gì không lượm trời. Cái cao cao cũng là một ngày là mười mấy ký xiên. Không có đâu. Chừng cả mà 5 dạ, ký 6 ký không ở đây. Ông nhà ơi. Dạ, cái này nãy cắt vô đây nó gụng xuống nó lấy lên gụng ra đó lượm chứ lại đó. Đâu ông Phật ông nói vậy lúc trước là ông căng lão không cần lấy tiền mà bãi. Rồi cảm ơn quý bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi video của mình. Hôm nay mình chia sẻ giá hiện tại là giá cao giảm của bà con, cô bác, anh chị em. Do một số anh em thợ trong vườn với dừa là đã sụp rồi. Thì từ những anh em thợ đó mình chia sẻ cho bà con biết để giá cao như hôm nay như thế nào nha bà con, cô bác, anh chị em. Hiện tại thì giá cao những anh em thợ đã chia sẻ cho mình là 26 đến 27 ngàn ký quý bà con, cô bác, anh chị em. Hẹn quý bà con, cô bác, anh chị em gặp video lần tiếp theo.